Xin chào tất cả các em. Bài học hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em một số định lý, định nghĩa, tính chất liên quan đến hình học và một số kỹ năng liên quan đến vẽ hình để giúp các em, một số em rất yếu kiến thức về kỹ năng vẽ hình và kỹ năng làm bài tập hình để có một tiết học hình tốt hơn. Tại vì trong quá trình thầy giảng dạy ở trên lớp, thầy thấy một số bạn đến tiết hình chúng ta rất là uể oải, nhiều khi chúng ta nhìn theo thấy tất cả những bài giảng của thầy cô trên lớp đều không hiểu hết. Nguyên nhân chính của chúng ta là chúng ta không nắm định nghĩa, tính chất và khái niệm niệm và định lý của hình học nên dẫn đến tình trạng các em thường nản và chán học. Bây giờ khái niệm đầu tiên đó là liên quan đến trung điểm của đoạn thẳng. Thì trung điểm của đoạn thẳng là điểm chia đoạn thẳng thành hai phần bằng nhau. Bây giờ thầy sẽ vẽ chung đoạn thẳng AB, thầy lấy trung điểm của đoạn thẳng AB đây, và thầy lấy đây là điểm, thầy sẽ đổi tên điểm này là điểm M. Em thấy để vẽ được trung điểm của đoạn thẳng AB, cách thứ nhất là các em cứ dùng thước thẳng, các em đo đoạn thẳng AB dài bao nhiêu cm, em chia đôi đoạn thẳng ra, sau đó em chấm điểm M vào chính giữa đó, sau đó em sẽ có được trung điểm của đoạn thẳng AB, tức là trung điểm sẽ suy được hai đoạn thẳng bằng nhau, tức đoạn thẳng MA bằng đoạn thẳng MB. Và ngoài ra em có thể sử dụng con ma, chúng ta có thể vẽ trung điểm, chúng ta có thể vẽ như sau. Để sử dụng con ma thì thứ nhất em mở khẩu độ con ma lớn hơn 1 phần 2 đoạn thẳng AB, sau đó chúng ta mở khẩu độ con ma lớn hơn đoạn thẳng AB, 1 phần 2 đoạn thẳng AB, sau đó các em chọn A và B làm tâm, các em quay hai cung. Hai cung này sẽ cắt nhau tại hai điểm. Từ đó em đặt một cây thước thẳng đi qua hẻm điểm đó và kéo một đường thẳng cắt đoạn thẳng AB tại vị trí này, em sẽ xác định được M là trung điểm thẳng AB. Vậy thì khi sử dụng con ma nó sẽ nhanh hơn. Tiếp theo chúng ta sang định nghĩa thứ hai, đó là liên quan đến tia phân giác của một góc. Tia phân giác của một góc là tia chia góc đó thành hai phần bằng nhau. Bây giờ thầy sẽ vẽ một góc, vẽ góc này à. Đây, thầy sẽ vẽ một cái góc. Và thầy sẽ có độ lớn của góc này hả? Đây. Thầy sửa tên góc nhé. Thầy vẽ một góc OI như hình vẽ này. Đó. Vậy thì thầy vẽ góc XOY này. Vậy thì thầy vẽ tia phân giác của góc XOY. Thầy sẽ vẽ một cái tia phân giác của góc XOY. Đó. Vậy à, tia phân giác của một góc là tia chia góc đó thành, rồi thầy sẽ chấm lên một điểm này ha. Để thầy hình dung được. Vậy là chúng thầy đã cho có góc XOY rồi ạ. Vậy là góc tia ở đây thầy sẽ đổi cái điểm này là thành Z nhé. Vậy là OZ là tia phân giác của góc XOY, em sẽ suy được hai góc bằng nhau, đó là góc XOZ và góc ZOY. Vậy thì để làm thế nào để chúng ta vẽ tia phân giác của một góc? Bây giờ thầy sẽ giới thiệu các em sử dụng compa để chúng ta vẽ tia phân giác của một góc. Chúng ta vẽ như sau. Để vẽ tia phân giác của một góc, đầu tiên các em mở khẩu, chúng ta vẽ góc XOY, sau đó các em dùng con ba đặt ô là tâm, em quay một cung cắt AB và cắt tia OX và tia OY tại A và B, sau đó em mở khẩu độ con ba ra và chúng ta
Chọn A và B làm tâm, quay hai cung cắt nhau tại M, từ đó em kéo OM ra thì sẽ em sẽ có tia phân giác của góc XOY là tia OM, và chúng ta kéo mà và chúng ta có OZ là tia phân giác XOY. Và các em lưu ý này, có tia phân giác OZ là tia phân giác thì chúng ta có ngay hai góc bằng nhau là ZOY bằng XOZ. Đó là cách vẽ tia phân giác. Ra phần tiếp theo đó là tính chất quan trọng đường trung trực của một đoạn thẳng. Cái khái niệm này là nó rất nên quan trọng, từ chúng ta đã học từ lớp 7 mà đến tận lớp 9 chúng ta cũng đã sử dụng tính chất liên quan đến đường trung trực. Ở đây đường trung trực của đoạn thẳng là một đoạn thẳng, là một đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm. Và thì có đường trung trực sẽ suy ra vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm. Ngoài tính chất này ra thì chúng ta còn cái tính chất là điểm nằm trên đường trung trực thì cách đều hai đầu mút, và ngược lại điểm cách đều hai đầu mút thì nằm trên đường trung trực. Bây giờ thầy sẽ vẽ một cái đường trung trực một cách minh họa. Vậy thì để vẽ được đường trung trực thì đầu tiên em vẽ một đoạn thẳng trước. Thầy vẽ một đoạn thẳng. Này. Sau đó các em xác định trung điểm của đoạn thẳng. Xác định trung điểm của đoạn thẳng. Rồi. Sau khi xác định trung điểm của đoạn thẳng xong, em vẽ một đường thẳng đi qua trung điểm và vuông góc. Đó, thì chúng ta ra đường trung trực của đoạn thẳng. Và thầy sẽ chấm một điểm đây ha. Để giới hạn lại cái điểm này. Vậy là thầy vẽ đã vẽ được đường trung trực của đoạn thẳng. Và vuông góc và đi qua trung điểm. Nó dài hơn xíu ha. Nó hình dung được cái này. Và khi em vẽ đường trung trực thì em sẽ có tính chất sau à. Nó sẽ vuông góc với đoạn thẳng tại đây. Và thầy sẽ đánh dấu ký hiệu vuông góc vào đây. Các bạn thấy à? Đó. Ký hiệu này nó hơi tối nên thầy sẽ cho nó màu khác đi. Thầy cho nó màu trắng để các em nhìn cho rõ. Và góc này là 90 độ. Các em. Và hai đoạn thẳng này chúng ta có hai đoạn thẳng bằng nhau đây. Đó, là này. Và chúng ta vẽ đường trung trực của đoạn thẳng. Vậy thì ngoài cách vẽ này ra, chúng ta cũng thể sử dụng con ma để chúng vẽ. Thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng con ma. Các em sử dụng con ma vẽ đường trung trực như sau. Đầu tiên các em vẽ đoạn thẳng AB. Sau đó các em vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB bằng cách chúng ta quay hai cung như sau. Đầu tiên chúng ta vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB bằng cách lấy A và B làm tâm. Sau đó các em quay hai cung cắt nhau, hai cung cắt nhau tại hai vị trí. Rồi, B và Q, sau đó em dùng thẳng thẳng xác định trung điểm của AB. Sau khi xác định trung điểm xong, em kéo một đường thẳng đi qua B và Q. Ở đây chính là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Đó là cách vẽ đường trung trực bằng con ma. Tiếp theo, thầy sẽ giới thiệu tính chất số 4. Đó là liên quan đến hai đường thẳng song song. Hai đường thẳng song song để các em nhớ thầy tính chất này. Đó là suy ra được hai góc sau này trong đồng vị bằng nhau và trong cùng phía bù nhau. Bây giờ thầy sẽ vẽ cái hai cái góc minh họa của hai đường thẳng song song ha. Đây là góc góc sau này trong này. Đó. Còn góc đồng vị thầy sẽ vẽ một góc đồng vị cho các em thấy ha. Rồi, một góc trong một phía nhé. Rồi,
Nếu hai đường thẳng song song, đường thẳng HI song song với JK thì góc Y này sẽ bằng góc chi này. Nếu đường thẳng NP song song với QR thì cái góc N sẽ bằng góc RQN. Còn nếu đường thẳng ST song song với UV thì góc T cộng góc U bằng 180 độ. Đây là tính chất của hai đường thẳng song song. Cái số 5 các em cần nhớ đó là từ vuông góc chỉ là song song. Vậy để nhớ lại cái vấn đề mà vẽ đường thẳng vuông góc, thầy dạy trên lớp nhiều bạn vẽ rất là siêu nhân. Chúng ta vẽ đường thẳng vuông góc méo và không không đúng với kỹ thuật vuông góc. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho các bạn vẽ đường thẳng vuông góc. Bây giờ trường hợp số 1. Muốn vẽ đường thẳng bây giờ thầy cho đường thẳng AB và đi giờ qua điểm E này, thầy sẽ vẽ một đường thẳng vuông góc với AB. Thì thầy dùng cái thước Eke trượt đặt làm sao cho một cạnh của thước vuông của thước trùng với cạnh AB. Sau đó thầy trượt thước đi qua điểm E. Từ điểm E này thầy dùng bút vẽ một đường thẳng đi qua điểm E và nó sẽ tạo ra một đường thẳng vuông góc. Đây là trường hợp đầu tiên chúng ta vẽ đường thẳng vuông góc với một đường thẳng đi qua một điểm. Trường hợp thứ hai là các em thường vẽ sai nhiều nhất, đó là liên quan đến vẽ vuông góc trong tam giác hay là vẽ đường cao trong tam giác. Thầy nói lại cách vẽ. Vẽ đường cao tam giác. Đây. Vẽ đường cao trong tam giác. Và đây rồi, vẽ đường cao tam giác, các em thường vẽ sai rất là nhiều. Biết là thầy chuẩn bị rồi mà thầy quên. Rồi, để vẽ một cái đường thẳng đi qua A và vuông góc với cạnh BC thì các em làm như sau. Đó là các em dùng thước thẳng, dùng thước Eke chúng ta gióng vuông góc. Em coi lại nhé. Chúng ta dùng thước Eke, chúng ta gióng vuông góc này với cạnh BC, sau đó trượt thước đi qua điểm A. Em nhớ này, cái đầu vuông là phải trùng với cạnh BC và cái cạnh còn lại của đây, một cạnh của đầu vuông trùng với cạnh BC và cạnh còn lại phải trượt đi qua điểm A. Sau đó các em vẽ vuông góc, nhiều bạn vừa vẽ sai rất là nhiều. Đó là cách vẽ đường vuông góc. Và chúng ta nhớ lại một định lý quan trọng liên quan đến từ vuông góc chỉ là song song, đó là A vuông góc C, B vuông góc C thì A song song. Đó là từ vuông góc chỉ là song song. Nếu A vuông góc C, B vuông góc C thì ta suy được A song song B. Giờ thầy sẽ vẽ hai cái hình vẽ minh họa. Đây, thầy sẽ có vẽ hai đường thẳng song song với nhau. Đó. Đây là hình ảnh của hai đường thẳng song song. Và từ hai đường song song này, thầy sẽ có như sau. Thầy vẽ một cái đường vuông góc với hai đường thẳng luôn. Đó. Và thầy tìm giao điểm của hai đường này. Rồi, thầy sẽ ấn hai đường thẳng này luôn.
Đó, thì vẽ hai thằng vuông góc. Vâng, có thể đặt tên cho hai thằng. Mình đổi lại tên nhé. Đây là thằng A. Còn đây là thằng B. Thế là nếu đường thẳng A và bằng thẳng B cùng vuông góc với đường thẳng này, đường thẳng C, thì ta sẽ có ngay tính chất là A song song với gì? Với B. Đây là tính chất liên quan đến tính chất số 5, từ vuông góc suy ra song song. Tính chất số 6 là từ song song suy ra vuông góc. Thì tính chất này ngược lại, đó là nếu có A song song với B, C vuông góc với B, thì ta suy ra được ngay C sẽ vuông góc với A. Và một chúng ta dùng đang kiến thức tiếp theo, đó là kiến thức 7, đó là góc ngoài của tam giác. Góc ngoài của tam giác thì có tính chất rất là quan trọng, đó bằng tổng hai góc trong không kề với nó. Bây giờ thầy sẽ vẽ một cái tam giác. Rồi. Đây, tam giác này. Bây giờ thầy vẽ một góc ngoài của tam giác. Em muốn vẽ một góc ngoài của tam giác thì em vẽ một đường thẳng kéo dài một cạnh bất kỳ của tam giác này. Giờ thầy sẽ kéo dài một cạnh bất kỳ của tam giác ha. Thầy sẽ kéo dài cái cạnh phía bên này. Đó là cạnh về góc Y1. Ở định Y1 này. Em thấy này. Và thì cái góc này thầy sẽ đặt tên cho cái đường thẳng này ha. Đường thẳng X đi. Đường C. Rồi em thấy này. Ta thấy rằng là cái góc ngoài của tam giác sẽ bằng tổng hai góc trong không kề với nó, tức là góc MW Y1C sẽ bằng tổng hai góc trong là W cộng với góc B1. Đó là tính chất của góc ngoài. Tiếp theo đó là về tính chất của hai tam giác bằng nhau. Hai tam giác bằng nhau, các em suy ra hai cạnh tương ứng bằng nhau và hai góc tương ứng bằng nhau. Đây là một trong những tính chất quan trọng của hai tam giác bằng nhau. Đó. Vậy hai tam giác bằng nhau, em nhớ về tính chất quan trọng này, tính chất số 8. Xong rồi tính chất số 9, đó là đường trung tuyến của tam giác. Đường trung tuyến của tam giác. Vậy thì thầy sẽ vẽ một cái tam giác đặc biệt, đó là tam giác vuông à. Thầy vẽ một cái tam giác vuông. Đây. Thầy sẽ vẽ một cái tam giác vuông. Đây. Phải chấm một điểm ở cái đường thẳng này nhé. Rồi. Đây, phải có một cái tam giác vuông. Vậy đây là một tam giác vuông. Em thấy rằng này, tam giác J1, K1 và N1 là vuông đại ca. Bây giờ thầy sẽ đánh dấu vuông góc và các em thấy. Đó. Ở đây tam giác này vuông đại ca. Bởi vì đường trung tuyến của tam giác thì nó là đi qua trung điểm của cạnh đối diện. Bây giờ thầy muốn vẽ đường trung tuyến của một cạnh chẳng hạn, thầy sẽ vẽ đường trung tuyến của J1 N1 thì này đầu tiên thì lấy trung điểm M1, sau đó thầy nối cái đoạn này vào là đoạn K1 M1 này. Đây gọi là đường trung tuyến của tam giác J1 K1 N1. Và nhớ một cái tính chất quan trọng là đó là trong tam giác vuông đường trung tuyến sẽ bằng nửa cạnh huyền. Đó là nếu tam giác J1 K1 N1 vuông tại K1 và K1 M1 là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền này, thì tức là K1 M1 sẽ bằng
1 phần 2, J1, N1. Tính chất này cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta chứng minh một số bài toán liên quan đến đường tròn. Sang nhất số 10, đó là tính chất liên quan đến đường trung bình của tam giác, đường trung bình hình thang. Thì các em nhớ này, đường trung bình của tam giác là đi qua trung điểm hai cạnh của tam giác. Giờ thầy sẽ vẽ một cái tam giác ha. Đây. Đây. Và thầy sẽ lấy trung điểm hai cạnh của tam giác để tạo ra một cái đường trung điểm thứ nhất, trung điểm thứ hai. Rồi, thầy nối hai đoạn này vô. Và đây, thầy sẽ có một cái đường trung bình. À, thầy kéo cái này to lên cho các em dễ nhìn. Đây. Em thấy rằng là tam giác N1, O1, P1 có Q1 là trung điểm, R1 sẽ là trung điểm của hai cạnh của tam giác này, thì suy ra Q1, R1 gọi là đường trung bình của tam giác. Đường trung bình của tam giác có tính chất là nó sẽ song song và bằng nửa cạnh thứ ba, tức là Q1, R1 sẽ song song với O1, P1 và bằng độ dài của Q1, R1 bằng 1 phần 2 O1, P1. Đó là tính chất liên quan đến đường trung bình của tam giác. Tương tự đường trung bình của hình thang là chúng ta cũng là đi qua trung điểm của hai cạnh bên của hình thang. Nó cũng có tính chất là đường trung bình của hình thang thì cũng bằng song song với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy. Bây giờ chúng ta sang tính chất số 10. Đó là liên quan đến định lý đường trung bình. Định lý này thì cũng có thể chứng minh một số bài toán liên quan đến trung điểm. Đó là định lý liên quan đến đường trung bình của tam giác chứ. Trong một tam giác, nếu đường thẳng đi qua trung điểm cạnh 1 song song với cạnh thứ ba thì nó sẽ đi qua trung điểm cạnh 2. Tức là nếu trong tam giác N1, O1, P1 thì Q sẽ là trung điểm của N1, Q, O1. Q1 song R1 song song với O1, P1 thì ta sẽ suy ra được R1 sẽ là trung điểm của N1, P1. Tương tự định lý đường trung bình trong hình thang, các em tham khảo tương tự ha. Và sang cái 11, đó là liên quan đến một số tứ giác đặc biệt. Một số tứ giác đặc biệt, ví dụ như hình thang. Bây giờ thầy sẽ vẽ một cái hình thang ha. Đây, đây là một hình thang. Hình thang thì em suy ra được một cái tính chất đặc biệt của nó là hai cạnh đối luôn song song với nhau. Trong hình vẽ này em thấy T1, S1 song song với O1, V1. Tứ giác nào có tính chất đặc biệt này được gọi là hình thang. Đó là thứ hai, đó là một trong những hình quen thuộc của chúng ta, đó là hình bình hành. Hình bình hành thì các em có rất nhiều tính chất quan trọng. Bây giờ thầy sẽ vẽ một cái hình bình hành. Rồi, nó hơi méo ha. Thầy sẽ chỉnh lại cho nó thành hình bình hành luôn. Rồi, các em thấy này, hình bình hành là một tứ giác rất là đặc biệt, nó có hai cặp cạnh đối song song với nhau. Và hình bình hành thì em suy được là tính chất về cạnh góc của đường chéo thì hai cạnh đối song song bằng nhau, các góc đối bằng nhau, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Các em lưu ý này, các em thường sai nhiều nhất đó là các em toàn cho hai đường chéo bằng nhau không. Nên trong hình bình hành không có tính chất này. Đây là hai đường chéo của hình bình hành. Và khi thầy tạo ra giao điểm của nó thì có tính chất thật là đặc biệt, đó là O. Giao điểm của hai này là C2 này sẽ là trung điểm của đường chéo 1, cũng là trung điểm của đường chéo 2 luôn. Đó là tính chất của hình bình hành. Tiếp theo một tính chất của tứ giác đặc biệt nữa thầy muốn nhắc lại, đó là tính chất có liên quan đến hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì là một tứ giác có 4 góc vuông. Giờ thầy sẽ vẽ cho các em một cái hình chữ nhật ha. Đây. Hình chữ nhật thì nó có tính chất tương tự như hình bình hành, nhưng nó đặc biệt hơn là hình bình hành ở chỗ nó là gì? Hai đường chéo nó bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường luôn. Đó, tính chất của đường chéo nó quan trọng hơn. Đây là tính chất của hình chữ nhật. Cái tiếp theo đó là 15, nó là hai điểm đối xứng nhau qua một điểm. Hai điểm đối xứng nhau qua một điểm, vậy tức là như thầy sao? Bây giờ thầy muốn có điểm A
đối xứng với đây. Điểm A muốn đối xứng với điểm B qua y thì điều gì sẽ xảy ra? Đó là y sẽ là trung điểm của đoạn thẳng AB. Và đây thầy sẽ có điểm y ha. Và trung điểm của đoạn AB tức là điểm y này sẽ chia đoạn thẳng AB thành hai phần bằng nhau. Đó là tính chất của điểm đối xứng nhau qua một điểm. Điểm thứ hai đó là điểm đối xứng nhau qua đường thẳng. Và điểm đối xứng nhau qua đường thẳng thì giờ thầy sẽ vẽ một điểm ha. Giờ thầy sẽ đổi tên cái này là A. Thì cái trên kia ha. Đổi tên cái này là B nhé. Thầy sẽ đổi tên cái này là B ha. Rồi. Vậy thì hai điểm đối xứng nhau qua một đường thẳng thì cái đường thẳng đó sẽ là đường trung trực. Mà đường trung trực nãy thầy nhắc lại rồi ha. Bây giờ thầy sẽ vẽ cái đường trung trực của nó này kèm thầy. Đây là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Tức là đường thẳng điểm A đối xứng với điểm B qua đường thẳng D này thì đường thẳng D này sẽ vai trò là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Em nhớ điều này nhé. Điều này rất quan trọng cho chúng ta khi chúng ta vẽ một điểm đối xứng nhau qua một đường thẳng. Và các em vẽ thường vẽ sai. Thầy ẩn cái đường thẳng đi ha. Thầy nối cái này vào để cho nó gọn cái hình. Rồi. Đó là tính chất 16. Tính chất số 17 đó là tam giác cân. Một cái tam giác cân mà các em thường quên tính chất nhiều nhất. Đó. Và tính chất này có rất nhiều ứng dụng trong các bài toán chứng minh. Bây giờ thầy sẽ vẽ một cái tam giác cân. Tam giác cân là cái tam giác có hai cạnh bằng nhau. Vậy bây giờ thầy vẽ một tam giác cân. Vậy kinh nghiệm là thầy vẽ tam giác cân như sau, là thầy chia cái ô này 1 2 3 4 5 6 7. Cái này 7 ô đúng không? Thầy sẽ lấy 8 ô đi cho nó dễ vẽ. 8 ô tức là thầy chọn ô chính giữa vào đây, thầy giống chấm một điểm nằm đây. Thầy nối lại thì sẽ ra tam giác cân ngay. Rồi, bây giờ thầy sẽ nối lại thành một tam giác cân. Vậy thì tam giác cân em sẽ suy được tính chất nó là gì? M2K2 sẽ bằng M2N2 nếu tam giác này cân tại M. Tính chất tiếp theo của nó đó là ngoài tính chất hai cạnh bằng nhau ra, nó còn có tính chất hai góc bằng nhau. Hai góc bằng nhau. Ngoài hai góc bằng nhau ra thì cái đường hạ từ đỉnh cân, tức là ví dụ thầy vẽ đường trung tuyến này của cái tam giác cân này. Đây, thầy nối đường trung tuyến vào. Đây, nếu M2N2 là đường trung tuyến thì nó sẽ đồng thời vai trò là bốn đường: đường cao, đường phân giác và đường trung trực. À, nếu đây là tính chất đặc biệt quan trọng của tam giác cân. Tiếp theo đó là công thức liên quan đến hệ thức lượng trong tam giác vuông của chương trình lớp 9 chúng ta đã học. Về công thức hệ thức lượng tam giác vuông thì đầu tiên thầy sẽ vẽ một cái tam giác vuông ha. Bây giờ thầy vẽ một tam giác vuông. Thầy vẽ một đoạn thẳng AB trước nha các em. Đây. Thầy sẽ vẽ đoạn thẳng AB trước. Đây, đoạn thẳng AB. Thầy vẽ một cái tam giác vuông thì thầy phải vẽ một đường thẳng vuông góc với nó. Đây. Rồi, thầy vẽ thêm một đoạn thẳng nữa. Rồi, thầy vẽ thêm một đường vuông góc ở đây nữa. Thầy lấy giao điểm á. Thì nó tạo ra vuông mà có đường cao. Rồi, thầy sẽ ẩn hiện một số. Cái này đi và đổi tên lại. Đó. Thầy sẽ vẽ một tam giác vuông này ha. Rồi, thầy sẽ đổi tên cái thằng này là B nha các em. Còn cái này là điểm C cho
không phải giống với chúng ta đang học. Và đây là đường cao của chúng ta là đường cao AH nhé. Đây. Và đây là đường cao. Các em lưu ý này, nhớ chúng ta vẽ tam giác vuông không nên vẽ rơi vào trường hợp đặc biệt. Đây thầy sẽ vẽ. Đây, thầy quay cái tam giác vuông này cho các em thấy này. Ta có thể quay nó 360 độ. Đó. Muốn to nhỏ thì tùy. Rồi. Bây giờ các em xem thầy sẽ đánh dấu sau đó góc vào đây. Nó góc vào đây ha. Tại vì cái màu góc này nó hơi tối. Thầy sẽ cho nó màu trắng lên. Đó, nó vuông rồi đấy các em. Nó nhìn rõ hơn ha. Đây là hệ tương lượng tam giác vuông. Vậy thì trước khi sử dụng công thức hệ tương lượng tam giác vuông, em cần xác định cho thầy rõ này. Đâu là đường cao, đâu là hình chiếu, đâu là cạnh huyền, đâu là cạnh góc vuông. Đó. Vậy thì ở đây AB, AC là hai cạnh góc vuông, BC là cạnh huyền và AH là đường cao, HB và AC là hai hình chiếu tương ứng với hai cạnh góc vuông. Vậy chúng ta sử dụng công thức hệ tương lượng như tam giác vuông, đấy là cạnh góc vuông mũ 2 thì bằng cạnh huyền nhân với hình chiếu. Đường cao mũ 2 thì bằng hình chiếu 1 nhân hình chiếu 2. Còn đường cao nhân cạnh huyền thì bằng cạnh góc vuông 1 nhân cạnh vuông 2. Và 1 trên đường cao mũ 2 thì bằng 1 trên cạnh góc vuông 1 mũ 2 cộng 1 trên cạnh góc vuông 2 mũ 2. Đây là các em sử dụng. Thế đấy, một ví dụ chúng ta sẽ sử dụng công thức này cho cái tam giác này ha. 1 phần AH bình sẽ bằng 1 phần AB bình cộng 1 phần AC bình. Đó là cái công thức các em cần nhớ trong hệ tương lượng. Ngoài ra cái số 19 các em cần nhớ là liên quan đến sin cos trong tam giác vuông, đó là sin thì bằng cạnh đối trên cạnh huyền, cos là tỉ số trên cạnh kề trên huyền, tang thì bằng cạnh đối trên cạnh kề và cotang bằng kề trên đối. Ở đây có nhiều thầy cô chúng ta đọc là cosin rồi cotang là đều giống nhau nha các em. Đó. Cái số 20 đó là định lý liên quan đến đường tròn nội tiếp tam giác. Bây giờ đây, vậy thì đâu thì là thầy sẽ giới thiệu cho các em cách để vẽ một đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác. Vậy thì đầu tiên là chúng ta vẽ một cái đường tròn trước ha. Thầy sẽ vẽ một cái đường tròn bất kỳ như vậy. Vẽ một đường tròn. Thầy bán kính của nó bằng 2 ha. Đường tròn này tôi đổi tên là đường tròn tâm O nhé, cho nó quen thuộc của chúng ta. Đường tròn tâm O bán kính này. Vậy thì để thầy vẽ một tam giác nội tiếp đường tròn, tức là ba đỉnh của nó thuộc đường tròn, thì thầy chỉ cần chấm ba điểm nằm trên đường tròn, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm và thầy nối vào. Vậy các em thấy này, trong trường hợp đặc biệt là một cạnh của này nó đi qua đường kính. Các em thấy rõ là trong trường hợp đặc biệt cái cạnh Q2R2 của thằng này đi qua tâm O thì cái tam giác Q2P2R2 chính là tam giác vuông. Và các em có một định lý quan trọng liên quan đến tam giác nội tiếp đường tròn. Tức là tam giác nội tiếp đường tròn có một cạnh là đường kính thì suy ra tam giác vuông. Tức là tam giác Q2P2 và R2 này có nội tiếp đường tròn, ba đỉnh của tam giác này nằm trên một đường tròn. Và Q2R2 là đường kính thì em suy ra tam giác này vuông tại P2. Đó là định lý số 20 các em cần nhớ. 21 đó là liên quan đến tính chất của tiếp tuyến. Cái điều này rất là quan trọng. Và bây giờ chúng ta phải nhớ tiếp tuyến là cái gì ạ? Tiếp tuyến là đường thẳng nó cắt đường tròn tại một điểm. Và bây giờ thì làm thế nào để chúng ta vẽ tiếp tuyến tại điểm? Thì đầu tiên thầy sẽ vẽ một cái đường tròn trước các em. Cũng giống như hôm nãy thôi. Ta sẽ vẽ một cái đường tròn. Đây. Ta sẽ vẽ một cái đường tròn. Đây. Đây này đổi tên tiếp ha. Và này đặt nó là O nhé. Thầy vẽ một đường tròn và thầy chấm một điểm ở đây là điểm A. Và thì làm thế nào để thầy vẽ được một tiếp tuyến tại A? Và thì muốn vẽ tiếp tuyến tại A, bước đầu một thầy vẽ nối OA vào ha.
Sau đó bước 2 thì qua A thì kẻ một đường thẳng vuông góc với OA. Đây. Thì đây thầy sẽ ra tiếp tuyến của đường tròn. Và sau khi thầy kẻ đường thẳng vuông góc với OA rồi thì lấy một cái điểm đây để thầy cố định cái này lại. Để thầy hình dung vuông góc anh em thấy. Thầy sẽ vẽ một cái này. Đó, và thầy đã vẽ được tiếp tuyến mình đặt là D thì tiếp tuyến D của đường tròn này đi qua A và vuông góc với bán kính này. Và chúng ta sẽ ký hiệu vuông góc vào đây để các em nhìn thấy rõ hơn. Rồi. Tôi chỉ chỉnh màu để cho nó thấy được. Lúc nãy thầy quên không thiết kế màu của điểm. Đây, góc cho nó trắng luôn, lát nó khỏi phải chỉnh. Rồi, à. Vậy là em thấy là tiếp tuyến nó sẽ vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Đó là tính chất của khối 22. Chúng ta sang tiếp theo, đó là tính chất liên quan đến hai tiếp tuyến cắt nhau. Trước khi liên quan đến hai tiếp tuyến cắt nhau này, thầy sẽ chỉ các em kỹ năng vẽ tiếp tuyến liên quan đến hai vẽ tiếp tuyến hai tiếp tuyến cắt nhau. Bây giờ để vẽ được hai tiếp tuyến cắt nhau, các em sẽ chuẩn bị một cái cuốn bài. Chúng ta làm như sau ha. Rồi, bước 1, các em vẽ đường, chúng ta vẽ hai tiếp tuyến cắt nhau. Vậy thì bây giờ thầy sẽ có một điểm A nằm ngoài đường tròn tâm O. Bước O, và để vẽ được tiếp tuyến qua A, chúng ta vẽ hai tiếp tuyến với đường tròn thì chúng ta làm như sau. Bước 1, em vẽ đoạn thẳng OA. Bước 2, em xác định trung điểm của đoạn thẳng OA bằng cách dùng con bài. Và thầy có trung điểm của đoạn thẳng OA. Đây. Trung điểm thầy hướng dẫn ở trên này ha. Sau khi vẽ được trung điểm của đoạn thẳng OA rồi thì các em mở khẩu độ con 3, bán kính là OA từ trung điểm đó đến tâm O. Sau đó các em quay một cung, hai cung này cắt đường tròn tại hai điểm. Và thầy đặt điểm đó là điểm B và điểm C. Và thầy nối hai từ điểm A thầy nối vào vị trí hai điểm này, thầy sẽ có ngay tiếp tuyến tại B và tại C. Đó là cách vẽ hai tiếp tuyến cắt nhau. Vậy thì hai tiếp tuyến cắt nhau chúng ta suy ra cái gì? Bây giờ thầy thực hành lại nhé. Bây giờ thầy sẽ thực hành vẽ hai tiếp tuyến cắt nhau lại. Thì đầu tiên thầy sẽ vẽ cái đường tròn trước nha các em. Đây. Rồi, thầy vẫn là vẽ đường tròn với cái kính thứ hai. Thầy chấm điểm A nằm ngoài đường tròn nhé. Giờ là phải sửa lại cái này ha. Đây là O. Và cái này là A. Rồi. Bước 2 thầy nối O với A vào. Nối OA vào. Sau đó thầy xác định trung điểm của OA. Chúng ta có thể dùng con 3 hoặc dùng thực thẳng cũng được nha các em. Rồi, thầy xác định trung điểm của OA. Sau đó thầy mình gọi là Y đi ha. Cho nó đẹp. Rồi, sau đó thầy vẽ một đường tròn khác. Mở con độ con 3. Đây, thầy sẽ vẽ một đường tròn khác. Đây, đúng bằng bán kính OA. Thầy tìm giao điểm của này. Đó, thầy tìm ra hai cái giao điểm này ha. Thầy sẽ ấn cái đường tròn này đi. Rồi, bước tiếp theo thầy chỉ cần nối vào từ A nối với hai vị trí này. Và thầy sẽ có ngay tiếp tuyến của đường tròn. Thầy ấn thầy đổi tên lại cái này là B nhé. Cái này là C. Và đây là thầy ấn vị trí này đi. Vậy là từ đó chúng ta sẽ vẽ được tiếp tuyến tại A, qua A vẽ được hai tiếp tuyến với đường tròn là AB và AC. Và từ đây chúng ta có một cái tính chất quan trọng liên quan đến hai tiếp tuyến cắt nhau. Đó là điểm mà cắt nhau này sẽ cách đều hai tiếp điểm, tức là AB sẽ bằng AC. Tiếp theo, tia kẻ từ điểm cho đến tâm sẽ là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến, tức là AO sẽ là tia phân giác của góc BAC. Và ngược lại, OA sẽ là tia phân giác của góc BOC.
Đây là tính chất quan trọng của tiếp tiến, các em có được vận dụng vào chứng minh bài toán. Đấy là một số tính chất định nghĩa quan trọng liên quan đến kỹ năng vẽ hình này, kỹ năng thuộc lý thuyết này, đó là liên quan để bổ trợ cho các em trong quá trình làm bài toán hình. Cảm ơn các em đã nghe và lắng nghe bài giảng của thầy. Nếu bài giảng có vấn đề lỗi gì thì mong các em là comment ở dưới, hoặc là chúng ta có thể nhắn trực tiếp với thầy để thầy sửa bài giảng cho nó tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.